Wow, công chúa mặc Mẹ váy. chơi luôn đi. Mẹ, ê, ai lấy cái váy rồi, quay váy, 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 váy bay dữ. Ê, bay nữa. Rồi bay cái váy nó ngắn lại luôn, rồi mất váy hết trơn luôn. Lấy nhiều váy lên nào. Bay ghê, Ô. lúc bay bay đừng chút mà buông ghê. Ai chà, ai, đừng, đừng. Trời ơi, xém té xuống mưa ngó mùi. Dạ. Tới muội nha, qua cái váy nó đẹp đó. Tiếp tục. Wow, bộ lấy được váy nhiều tầng ha. Ấy chà, hết váy luôn. Rồi. Nói gì đi. Mùi hay vậy ta. Lấy được cơ váy mùi giờ còn 2 tầng. Cố lên mùi ơi, coi chừng té 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 lấy đầu ngũ lộc mừng. Ủa ý trời ơi, tới mẹ Con mày. nhân năm giống mẹ mà. Ok, mẹ phải làm lại, mẹ đi lại nha. Ừ. Mở luôn kho báu đi. Đây. Wow. Thanks. Ồ cái váy này đẹp nè muội. Cái váy chấm bi mà không lấy được đâu nhé. Nhé 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 nhé. Nhé bay này. Dừng lại khoảng chừng 2 giây. Trời ơi mất cái váy rồi. Lấy cái nào đâu? Cái màu hồng. Cái màu hồng kia. Wow, đi đi lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên nào. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Ê! Rồi xong. Dừng khoảng chừng là 2 giây. Đi mất tiêu. Quéo quèo. Không cần Quay bay nữa, bay nữa. nữa, bay nữa, bay tới số 6, số 7, số 4. Trời ơi xém. Bay vào đó rớt mất váy hết luôn. Mày ơi ghê thiệt. Ê, một lần nữa thôi nha. Ôi váy nhiều tầng nè. Ôi đang rất là nhiều tầng mà mua vô đó mà bị cắt hết trơn. Váy nó dài, nó nhiều tầng nữa. Hạ xuống. Bay là mất váy à muội ơi. Bay một cái thôi. Rồi xong. Đi luôn đi, còn cái váy nào nữa đâu để mất. Có váy để mất nha mẹ. Thả xuống rồi, không xuống, không xuống. Ôi, hồi xuống biển luôn rồi. Trời ơi, chơi dở quá đi. Ai mà chơi dở dữ vậy ta. Ăn kìa, nó đòi ăn. Hồi quánh dữ vậy. Tức quá. Đâu 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 đâu, khoan từ từ, đi mua thức ăn cho nó đi muội ơi. Thử âm thanh đó, nó thử âm thanh. Wow ghê quá. Còn gì để ăn không? Thấy cái tội này xử phạt được không ạ? Xử đi, xử giờ đây, tránh ra, nhìn xử phải giữ gì nè. Nó thì hơn nhiều do rồi buông ra chó xỉu rồi. Vuốt quá à, nó khoái lắm à. Bà thả ra coi coi có hiện tượng gì không, tính rõ coi nó có xỉu không. Trông giống nghe này Nó đó. xỉu ngôi sao bay vòng vòng giờ nè. Chơi Trông giống cơm, nghe chơi cơm này phải không? Nó đang bị bón á mọi người. Nó đang bị bón phải không? Wow, sao mẹ thấy ăn cơm nó dơ vậy em mọi.
Rồi xong. Hỏng cái máy xay sinh tố rồi, phải sửa lại thôi. Chợ thôi, chợ mua bánh ăn thôi. Ôi, mua bánh đó mất tiền vậy, mua dâu đi cho rẻ tiền kìa, dâu có 1 đồng. Miễn phí lấy hết đi. Mẹ bấm bụ con. Rồi, mẹ sẽ mua dâu cho rẻ tiền 1 đồng. 1 đồng miễn cũng phí. Là 1 đồng mà. Miễn phí hết. 1 đồng cũng là tiền mà. Ồ, quá hết rồi, nho luôn, cho ăn nho thoải mái nha. Kỳ này cho ăn nho thoải mái. Wow, có nhiều nước uống quá. Bộ làm thân là nhiều sinh tố cho tôm đi. Nhờ dâu với nho nè. Cho ra nước gì vậy? Ngon quá, hấp dẫn quá. Con chuột nó cũng có muốn uống miếng nè. Chuột nó không muốn uống miếng. Mỗi chơi kỳ đốt rồi hả 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 rồi giật lại hai kìa. Hai đứa đều nhìn. Ừ, nhìn theo coi mỗi chơi đứa nào uống. Nó đảo mắt nó nhìn rồi, không đứa nào được uống hết trơn, nó cho khác đi. Trời ơi, tôm được uống mà chuột không được gì hết. Ôi, bướm bay luôn nè, cho tôm uống cái nước gì mà bướm bay đẹp với mũi. Cái bông hoa đó. Cái bông hoa gì? Tối thui luôn rồi. Con coi mũi lấy cái nước hồi nãy á mũi. Lấy cái nước gì hồi nãy mà tôm uống không bướm bay. Làm lại một ly nữa coi. Ớt hả? Không nhớ nữa. Ớt già hả? Không phải nước rồi. Nãy nước màu gì? Màu đỏ với màu gì? Rồi, hương khói sai sinh tố luôn rồi. Trời đất ơi. Đúng gia vị nè. Cái gì à, cái gì á? Sai cái gì chứ gì vậy? Sai gì với gì vậy? Sushi chứ gì vậy? Nãy muốn sai sushi. Sushi chứ gì? Còn nhớ ra rồi. Cái bánh bột nha. Cái bánh kem á hả? Cái bánh kem dâu. Mẹ yeah. Xem nè. Miễn phí. Hàng miễn phí đây. Rồi miễn phí. Bánh kem dâu có 1.000 nữa kìa. Rồi được rồi. Nó nhiều quá, anh ta lỗ vốn. Phải không? Phải đâu không? Nó chứ còn cái gì nữa mà. Uống đi thôi. Còn có bướm bay không nha. Ôi đẹp quá, bướm bay rồi. Thay ly nó để dành đi. Để dành đi. Rồi lộn ngược luôn rồi. Uống nước gì mà ghê vậy? Uống nước gì mà tôm bị lật ngược luôn vậy mọi. Ăn sushi. Ôi con nó ăn sushi chắc nó ra màu đen thôi. Ý vậy thấy không? Nó ăn sushi nó màu đen luôn rồi. Hồng. Trời ơi, cho uống nước tỏi nha, chắc kinh lắm nè. Trời ơi, rồi xong lật ngược nữa rồi. Con hết cái nước này. Nước gì? Nước tỏi. Để mẹ xay cho mũi uống nha. Mũi thích uống nước tỏi cho nên để một lát nữa mẹ xay nước tỏi cho mũi uống. Trời ơi, tiếp tục đi. Cái gì vậy? Không, không, từ từ. Bây giờ mình sẽ xay sinh tố tỏi ớt. Tỏi ớt. Và dạ. Tỏi. Tỏi đâu? Tỏi. Wow, rồi tiếp theo là mình sẽ xay sinh tố tỏi và nấm.
ớt và nấm cũng được. Nấm đâu? Ôi, ớt và nấm. Rồi tiếp theo mình sẽ xay sinh tố. Nấm và tỏi. À chắc cái nước này nó kinh lắm đây. Nấm và tỏi sẽ cho con gì uống đây? Chuột ấy. Con chuột. Cảm giác thế nào hả bạn? Được rồi. Con tôm nhìn mà muốn phun lửa giùm. Tỏm quá, tôm nhìn chuột mà buồn nôn quá. Mẹ xe nè, con xe. Đã rồi, lật ngược luôn rồi, lật ngược màn hình luôn rồi. Cho tôm lớn lên hả? Kệ, để tôm lớn cũng có sao đâu. Còn nhỏ là bé hơn. Mỗi người chơi một màn giống vậy nha. Hay ta. Còn một bông hoa nữa đó mùa. Ôi chua rồi. Ai thua ta? Quên rồi. Rồi tới mẹ, mẹ chưa đi mà. Mùa sáng thôi, mùa còn mấy nước di chuyển nữa ha. Rồi tới mẹ. Không ba bông hoa luôn chứ có bao nhiêu đâu, sợ. Ba bông hoa thôi mùa ơi. Bùm. Bùm bùm. Siêu siêu. Pim pim pim. Pim 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 pim. Kia. Kia. Chữ dằn chưa? Chưa. Chí. Còn một bông hoa cuối cùng nữa. Chữ dằn chưa? Chưa. Rồi mẹ chiến thắng. Mùi cũng chiến thắng luôn. Chữ dòng 2, chiến đấu dòng 2 nha. Mới chơi con chiến thắng luôn. Chiến thắng luôn rồi hả? Tới mẹ nè. Chà. Chà chà. Chà chà chà. Chà chà. Chà. Chà, chà, chà. Quá kìa. Tên tên tên. Còn cái nào nữa hết? Tên tên tên. Tên tên tên. Tên tên tên. Mùi ơi. Hay chưa? Chiến thắng rồi. Nghỉ luôn. Thế là con hả?